Chương 3. Hỡi người Galati ngu muội kia, ai bù ếm anh em là người mà trước mắt đã được rõ bày ra Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên thập tự giá. Tôi chỉ hỏi anh em một câu này, ấy là cậy các việc luật pháp hay là bởi nghe và tin mà anh em đã nhận được Đức Thánh Linh? Sao anh em ngu muội dừng ấy, sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn? Anh em há luống công mà chịu sự khốn khó dừng ấy sao? Nếu quả là luống công, đấng ban Đức Thánh Linh cho anh em và làm các phép lạ trong anh em thì làm bởi các việc luật pháp hay là bởi đã nghe mà tin? Nhưng Abraham tin Đức Chúa Trời thì đã kể là công bình cho người. Vậy anh em hãy nhận biết rằng những kẻ có đức tin là con cháu thật của Abraham. Kinh Thánh cũng biết trước rằng Đức Chúa Trời sẽ xưng dân ngoại là công bình bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Abraham tin lành này: các dân sẽ nhờ ngươi mà được phước. Ấy vậy, ai tin thì nấy được phước với Abraham là người có lòng tin. Vì mọi kẻ cậy các việc luật pháp thì bị rủa xả, bởi có chép rằng đáng rủa thay cho kẻ không bền đổ trong mọi sự đã chép ở sách luật pháp đang làm theo những sự ấy. Vả lại, chẳng hề có ai cậy luật pháp mà được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Điều đó là rõ ràng lắm, vì người công bình sẽ sống bởi đức tin. Vả, luật pháp vốn không phải là đồng một thứ với đức tin, nhưng luật pháp có chép rằng người nào vâng giữ các điều răn thì sẽ nhờ đó mà sống. Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa xả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa xả vì chúng ta, vì có lời chép rằng đáng rủa thay cho kẻ bị treo trên cây gỗ, hầu cho phước lành ban cho Abraham nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà được rải khắp trên dân ngoại, lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho. Hỡi anh em, tôi nói theo thói quen người ta rằng, khi một người đã làm tờ giao ước thành rồi, thì không ai có phép được xóa đi hay thêm vào sự ấy. Vả, các lời hứa đã được phán cho Abraham và cho dòng dõi người, không nói và cho các dòng dõi người như chỉ về nhiều người, nhưng nói và cho các dòng dõi người như chỉ về một người mà thôi, tức là Đấng Christ. Vậy thì tôi nói rằng là giao ước mà Đức Chúa Trời trước kia đã kết lập thành rồi thì không có thể bị hủy đi, và còn lời hứa cũng không có thể bị bỏ đi bởi luật pháp, là sự cách sau 430 năm mới có. Vì nếu cơ nghiệp được ban cho bởi luật pháp thì không bởi lời hứa nữa, như Đức Chúa Trời đã dùng lời hứa mà ban cơ nghiệp cho Abraham, vậy thì làm sao có luật pháp? Luật pháp đã đặt thêm vì cớ những sự phạm phép, cho tới chừng nào người dòng dõi đến là người mà lời hứa đã hứa cho. Luật pháp được ban ra bởi mấy thiên sứ và truyền ra bởi một người trung bảo. Vả, người trung bảo chẳng phải là người trung bảo về một bề mà thôi, nhưng Đức Chúa Trời chỉ có một. Vậy thì luật pháp nghịch cùng lời hứa của Đức Chúa Trời hay sao? Chẳng hề như vậy, vì nếu đã ban cho một luật pháp có thể làm cho sống, thì sự công bình chắc bởi luật pháp mà đến. Nhưng Kinh Thánh đã nhốt hết thảy mọi sự dưới tội lỗi, hầu cho điều chi đã hứa bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ mà được ban cho những kẻ tin. Trước khi đức tin chưa đến, chúng ta bị nhốt dưới sự canh giữ của luật pháp mà chờ đức tin phải bày ra. Ấy vậy, luật pháp đã như thầy giáo đang dẫn chúng ta đến Đấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình. Song khi đức tin đã đến, chúng ta không còn phục dưới thầy giáo ấy nữa. Vì chưng anh em bởi tin Đức Chúa Giêsu Christ nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời. Vả, anh em thảy đều chịu phép báp têm trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy. Tại đây không còn chia ra người Giuđa hoặc người Gê-rét, không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ, không còn đàn ông hoặc đàn bà, vì trong Đức Chúa Giêsu Christ anh em thảy đều là một. Lại nếu anh em thuộc về Đấng Christ
thì anh em là dòng dõi của Abraham, tức là kẻ kế tự theo lời hứa.